Hello anh em nha, mình là Tahiko. Hôm nay mình giới thiệu một sản phẩm đang được anh em rất là ưa chuộng, đó là sản phẩm máy hút nhớt xe máy. Thì sản phẩm này đang có dung tích là 5 lít. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn cách sử dụng cái bình hút nhớt ra sao nha. Rồi, anh Long quay đây. Đây là cái đường khí nén vào bạn, bạn cấp khí vào đây. Đây là van để mở khí đi vô và đây là khí đi ra. Và cái cây này là mình cắm trực tiếp vào cái nắp nhớt của xe máy. Đây mình cắm thử cho các bạn coi nha. Đây. Đây là ví dụ thôi nha. Rồi, mình sẽ mở cái van khí đây. Đây là mình nước. Ví dụ là mình nhớt thôi. Rồi Long qua đây luôn. Đây, mình sẽ mở cái van khí này. Bạn thấy nước đang lên không? Đây. Đó. Nó sẽ được bơm lên đây. Nhớt xe máy nó được bơm lên đây. Rồi, mình tắt nha. Rồi. Đây là có một cái lỗ gác cái cây vô. Dưới đây là có một cái van nữa các bạn. Van này là dùng để mình xả khi mà nhớt mình đã hút của khách đó đầy bình rồi, mình dùng van này xả. Này ví dụ. À, thấy mà. Đây. Rồi, ok. Rồi cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi clip này nhé. Mọi chi tiết các bạn cứ liên hệ số hotline bên dưới hoặc là lên trang web tahiko.com. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.